màu xanh đậm đậm hơn một xíu là cái nguồn cấp khí của mình nè, đúng không? Đây là cái nguồn cấp khí nè. Cái nào mũi tên chỉ ra bằng cái nó là xanh nhạt hơn á, cái khí đó sẽ chạy ra ngoài. Bây giờ giả sử nó đang vị trí này thì sao? Hai cái xi lanh này nó có biểu tượng cái mũi tên chỉ vô như thế này, nghĩa là hai xi lanh này nó được tác động bởi khí nén chứ không phải là bị cơ cấu tác động bằng tay hoặc là bằng dây. Cái này á thì cơ cấu tác động đó là gì? Tác động bằng cái suối khí cầm đạn. Cái này thì sao? Là giống như công tác hành trình của mình vậy, là được khi mà cái đầu xi lanh này nó nằm ở phía xi lanh không thì nó đẩy cái cầm đạn này tác động lên ở vị trí A1 thì nó đẩy cái cần gạt của cái xi lanh bên này, sẽ đẩy cái ba bên này. Rồi bình thường chưa có tác động vào cái nút 1, 2 thì nó chưa có được gì hết. Thì xi lanh này, cái ba này nè, nó đang ở trạng thái đúng hoặc là trạng thái phía bên phải. Thì đây, tới đây là nó bịt nè, khí từ trên cho nó chạy xuống. Rồi ok. Ở đây thì sao? Cũng chưa có tác động, khí lên tới đây, bịt nè. Ở tới đây thì sao? À, đang ở vị trí A0 thì cái này nó sẽ đẩy cái này thì khí xuống thì nữa nó bịt lại, nó đâu đi đâu, nó nói gì đâu. Tô cung cấp khí của mình từ một, từ trong một đẩy lên hai lên tới đây, bịt cái tôi nó bị bịt mất tiêu rồi, nghĩa là không có tác dụng gì hết. Tới đây chúng ta còn nguồn khí nữa, nguồn khí bình thường từ trong giữa này chân số 1 để được đẩy lên chân số 2. Và hai cái van này là hai cái van tiết lưu để nó giảm cái áp suất cấp cho khí để làm sao để cái đầu xi lanh mình, giả sử như các bạn khi tưởng tượng là cái xi lanh mình cấp khí vô khí áp suất lớn là đóng âm nghĩa là đóng lập tức vực. Nhưng mà bây giờ có thêm cái van tiết lưu nghĩa là sẽ di chuyển từ tới đó hết, di chuyển ngược lại từ hết. Nghĩa này đó là dòng khí đi qua đây đẩy khí vô đây thì xi lanh nó đang nằm ở vị trí khí A0 thì nó đang nằm yên đó, đâu có gì đâu. Trời. Rồi bây giờ mới xét đến trường hợp nè, mình nhấn cái nút ở vị trí 12 này, còn 2 này, tác động vô. Tác động vô là gì? Lấy cái gì? Cái tay tác động vô cái gì nữa? À rồi, tác động vào thì sao? À, cái vị trí của cái van điều khiển mình nó sẽ là ở trạng thái này, nghĩa là đầu dưới nó được thông lên cái, nghĩa là chân số 1 để thông lên chân số 2 ấy. Và chân số 1 khí nè đi lên đây thông lên chân số 2 cấp khí vô đây. À, cái xi lanh này được tác động ở cái trạng thái phía bên trái. Và trạng thái phía trái thì sao? Chân số 1 được đẩy lên chân số 4, chân số 2 được nối lên chân số 3. Ok. Và 1 đẩy lên 4 nè, khí nè, đẩy lên 4 nè. Khí 1 đẩy lên 4 thì dòng khí từ cái nguồn của cấp số 1 này nè, nó sẽ được cấp qua bên này. Chân số 2 được đẩy chân số 3, nghĩa là cái nguồn luồng không khí màu xanh xanh của bạn thấy đây nó sẽ được nối xuống ra ngoài. Cái 1 đẩy lên 4 thì sao? À, cấp khí vào cái phía bên trái của cái xi lanh, làm cho xi lanh chúng ta đó đẩy sang phải. Để số 7 đồng thời cái khí mà nó nằm trong xi lanh nó sẽ đi qua cái điểm từ số 2 số 3 đi ra bên ngoài. À, thì mới được ha, nghĩa là chỉ một trong hai đầu nó được cấp khí, đầu kia thả ra bên ngoài thì nó mới chạy được. Còn hai đầu đều cấp khí hết thì nó đi đâu, nó nghiêng nó đi đâu được. Ok. Nó đi ra bên ngoài, xi lanh di chuyển sang đúng vị trí A1. A1 thì sao? Lưu ý, lần này nếu như nó rời khỏi vị trí A0 thì cái này nó bị cái ra rồi, thở ra rồi, nghĩa là trạng thái này nó đẩy qua cái luồng khí này, là nó bị lại. Ok. Đúng vị trí A1. A1 thì sao? À, A1 đây. Thì làm chân xi lanh chúng ta nó trạng thái của nó là gì? Cái nguồn cấp khí từ chân số 1 đẩy lên chân số 2, nghĩa là từ chân số 1 đẩy lên chân số 2, cái chân này bị bịt. Và đẩy lên chân số 2 thì sao? À, kích cho cái van này. Cái van này trạng thái của này thì nó chuyển trạng thái trở lại bình thường. Lúc nãy cái chân này không, cái xi lanh nó trượt khỏi vị trí A không rồi thì cái này nó ngắt ra, tín hiệu là nó trở lại trạng thái bình thường ở đây ha. Rồi, kích vô thì trạng thái điều khiển thì nó quay trở lại trạng thái bình thường, cái chân số 1 này, chân số 2 cấp khí lên
insulin nó đi từ vị trí số 1 đi di chuyển ngược lại vị trí số 2. Tới vị trí số 0 dừng. Dừng rồi sao nữa? Cứ mỗi lần mình nhấp